Từ khi trưởng Una, vì sự hợp tác của chúng ta sau này. Xin lỗi, để tôi lau cho. Cạn đi. Thư ký trưởng, xin lỗi nha, tôi muốn vào nhà vệ sinh. Đi đi. Thật lễ. Cô gái nhỏ, cô từng dùng súng chưa? Từng giết người chưa? Cô bắn đi. Thư ký trưởng Oda. Du Ngân, đừng sợ. Sao anh lại tới đây? Anh còn dám nói? Nhìn xem anh làm cái gì kìa. Tới hết rồi. Cô ta chỉ là con bé phục vụ thôi mà. Ai cho phép anh đối xử với người ta như vậy? Lát nữa tôi sẽ trừng trị anh theo quân pháp. Dạ. Tôi không có hứng thú với cô. Còn nói. Không sao đâu. Cô. Dạ. Lưu Ly Tử, cô yên tâm, tôi chắc chắn xử lý nghiêm khắc chuyện này. Tôi xin lỗi. Mình đi thôi cha. Xin lỗi em, xin lỗi em. Chị không bảo vệ được em. Chị xin lỗi. Đi. Xảy ra chuyện gì vậy? Xong rồi, mất hai con mắt rồi. Cô làm cái gì vậy? Trong khi tôi đang tắm, hắn tự ý xông vào trong nhìn lén tôi. Tôi không giết hắn là đã nương tay với hắn lắm rồi. Tôi muốn hỏi cô, tại sao cô lại lấy kiếm chém mù mắt hắn? Hắn phạm lỗi chỗ nào, tôi trừng phạt hắn chỗ đó. Hắn vốn dĩ có một lòng dạ rất xấu xa, đáng lẽ phải moi tìm hắn ra mới đúng. Thank you.
Hay, rất hay. Trận đấu kiếm của các cô hôm nay vô cùng đặc sắc. Kết quả cuối cùng là hòa. Lưu Ly Tử, sau này vào ban thư ký phải làm việc tận tâm và phải giúp đỡ Oda chia sẻ gánh nặng. Rất mong tổng lãnh sự Mayashita và thư ký trưởng Oda chỉ bảo nhiệt tình. Đập Lan, tôi dẫn anh và Lưu Ly Tử tới chỗ làm việc của hai người, tham quan làm quen với công việc. Được. Ngài tổng lãnh sự. Đi. Đi thôi. Mọi người đã đi hết rồi, sao chưa chịu buông kiếm? Tôi thực sự không ngờ võ công của Lưu Ly Tử lại cao cường như vậy. Đúng là không đơn giản. Lúc đầu coi thường cô ta rồi. Không hiểu rõ cô ta thì càng phải giữ cô ta ở bên cạnh mới có thể hiểu rõ được. Nếu như không cho cô ta vào ban thư ký, chúng ta làm sao biết được rốt cuộc cô ta muốn làm gì? Lúc đầu sắp xếp Oda đi chia rẽ Nạp Lan và Lưu Ly Tử, tôi thấy bây giờ hắn bị cô ta làm cho thần hồn điên đảo rồi. E rằng mục đích ban đầu hắn đã quên sạch sẽ. Người chúng ta để ý chính là Nạp Lan. Bây giờ Nạp Lan đã ở bên cạnh cô, hắn có giúp ích cho chúng ta không? Phải trông cậy cô đó. Còn về Lưu Ly Tử thì hãy giao cho Oda đi. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Ban thư ký quân Nhật. Công việc của ban thư ký thật ra rất phức tạp. Đây cũng là nơi cơ cấu nội bộ chưa được hoàn thiện. Đây là kho lưu trữ. Tất cả những công việc do ban thư ký xử lý đều cần được lưu trữ. Hơn nữa ngắn nhất cũng lưu trữ trong thời gian 10 năm. Nghe nói tòa nhà này do một vị tướng quân thiết kế cho phu nhân của ông ấy. Chuyện này có đúng không? Đúng như vậy. Vị tướng quân này học rộng đa tài, về lĩnh vực kiến trúc có trình độ rất cao. Điểm đặc biệt nhất về thiết kế của tòa nhà này chính là nó thông gió và cách nhiệt khá tốt. Kiểu thiết kế này giúp tòa nhà này quanh năm đông ấm hè mát, thích hợp để ở. Tòa nhà xây xong, đôi vợ chồng đó lại không thể ở đây. Tại sao vậy? Hai người họ đều gặp tai nạn, qua đời đột ngột. Căn phòng này chính là nơi mà hàng ngày chúng ta làm việc. Ngoài lúc được tổng lãnh sự phái ra ngoài hoặc lúc đi họp ra, những công việc khác về cơ bản đều hoàn thành ở trong này. Có nghĩa là thường ngày chúng ta không thể ra khỏi tòa nhà này? Không có quy định như vậy. Nếu như hàng ngày anh có thời gian, có thể tới quân đoàn trước mặt đi dạo hóng mát. Ồ, vậy hàng ngày chúng ta sẽ làm việc gì? Hai người mới vừa tới, dĩ nhiên là phải hỗ trợ các thành viên khác. Sau khi hai người quen với môi trường làm việc ở đây, tôi sẽ sắp xếp công việc cụ thể cho hai người. Ồ. Lưu Ly Tử, tôi thấy lúc nãy cô đánh rất hay đó. Hoan nghênh cô gia nhập. Cảm ơn. Lại đi. Đây là chỗ làm việc của cô. Cô coi có thích hợp không? Anh à, còn tôi sẽ ngồi ở... Anh ngồi bên này. Chỗ này là chỗ của tôi và Hayakawa. Cái máy đánh chữ này tôi cố ý để ở đây cho một mình cô xài.
Cảm ơn anh. Cảm ơn cái gì? Chúng ta không phải bạn bè sao? Hôm nay Lưu Ly Tử vào ban thư ký, tôi thấy anh không vui lắm. Không phải đâu, tôi chỉ bất ngờ thôi. Tôi không ngờ kiếm thuật hay là nhảy múa của ấy đều giỏi hết. Lưu Ly Tử là hồng nhan tri kỷ của anh, bây giờ lại kề vai sát cánh bên Oda. Anh cảm thấy khó chịu trong lòng phải không? Vì chúng ta là bạn bè nên tôi mới nói cô biết. Thư ký trưởng Oda quá si tình. Anh ta si tình giống như Shimizu Yasu. Tại vì Lưu Ly Tử quá nham hiểm và biết dở thủ đoạn. Xong rồi, băng bó xong. Mấy ngày tới đừng đụng nước nha. Tôi vẫn nhớ lúc Rena còn sống có lần nói với tôi, Shimizu vì quá si mê Lưu Ly Tử cho nên mật thất ở trong nhà cũng không thèm để ý. Nếu như không gì như vậy, đồ quan trọng ở mật thất trong nhà chắc chắn không bị người khác trộm rồi. Anh biết chuyện đồ trong mật thất bị trộm? Tôi biết chứ. Ồ, Trina nói với tôi. Lúc đó tôi thấy cô ấy rất buồn nên cũng không hỏi kỹ. Nó có phải là một thứ rất quan trọng hay không? Bị lấy trộm đồ, Reina không nói với Masako mà cô ấy lại nói cho anh nghe sao? Ai, không phải. Con người tôi có cái tính tò mò, tôi hỏi hoài hỏi mãi nên cô ấy mới nói thôi. Anh Nạp Lăng, tôi khuyên anh nên tiết chế tính tò mò của mình. Anh biết nhiều quá không tốt cho anh đâu. Tôi cũng đâu có muốn biết đâu, tôi chỉ tiện miệng hỏi cô ấy thôi. Chuyện này khiến cho ngài tổng lãnh sự rất tức giận bực mình, cho nên tôi không dám can thiệp vào. Tôi khuyên anh Nạp Lan cũng đừng có can thiệp vào, nếu không thì bất kể là ai cũng khó mà giữ được tính mạng. Tôi biết rồi. Anh Nạp Lan, rốt cuộc anh biết bao nhiêu chuyện của Đổng Gia? Tôi biết chuyện này do Âu Dương Triệt làm. Sớm muộn cũng có một ngày tôi trả thù cậu ta. Nói cho anh biết là tôi kêu Âu Dương Triệt tiêu diệt Đổng Gia. Cô, tại sao cô làm như vậy hả? Rốt cuộc thì anh có biết là Đổng Trọng Dương làm gì cho Đảng Cộng sản phía Bắc hay không? Dượng của tôi. Sao có thể là dượng của tôi được? Không thể nào đâu. Hắn cũng đã thừa nhận rồi. Hắn còn hứa sẽ giúp chúng tôi bắt Athena, nhưng mà hắn cố ý nói sai thời gian gạt chúng tôi, để Athena bọn chúng một lần nữa hành động thành công, nên tôi mới kêu Âu Dương Triệt tiêu diệt Đổng Gia. Cuối cùng hắn đã tự kích nổ bom để tự sát. Vậy có phải là cô cũng bắt được cô tôi rồi không? Âu Dương Triệt nói vào ngày hành động cô anh vốn dĩ không ở trong Đổng Gia. Nạp Lăng, xin lỗi vì không nói cho anh nghe chuyện này sớm hơn, nhưng mà anh hãy yên tâm, tôi biết cô anh không phải người của Đảng Cộng sản, tôi chắc chắn tìm cô anh cho anh. Cảm ơn. Báo cáo. Giao. Trợ lý của tiến sĩ Chiba nói có chuyện tìm cô. Cô làm việc đi, tôi ra ngoài đi. Tiến sĩ Chiba kênh tới tìm tôi có chuyện gì? Ngày mai tiến sĩ Chiba muốn mang mẫu vật mới tới căn cứ thí nghiệm Duy Phường. Xin đại tá phái người hộ tống tiến sĩ. Được rồi, không thành vấn đề. Đúng 9 giờ sáng ngày mai ở chỗ cũ, anh kêu tiến sĩ mang theo mẫu vật. Được rồi. Còn nữa, tiến sĩ của tôi hỏi đại tá, loại bom mới nhất phá hủy Đổng Gia, đại tá điều tra được cái gì chưa vậy hả? Chuyện này tôi sẽ nhanh chóng điều tra. Được rồi, tôi sẽ báo với tiến sĩ. Còn đây chính là báo cáo khám xét phòng riêng của Đổng Trọng Dương. Tại vì thời gian khám xét quá ngắn,
Cho nên rất khó phán đoán Nạp Lan Khiết tối đó có ở trong phòng hay không. Nạp Lan Khiết rốt cuộc đã đi đâu rồi? Sợ rồi à? Nói thật anh nghe, tại sao lại muốn vào làm ban thư ký? Hôm nay mà không nói rõ đừng hòng trở về. Em đang buồn ngủ, em muốn đi ngủ, lần sau nói tiếp ha. Làm lũng vô ích thôi. Nói. Quyến rũ cái gì chứ? Nè, em nói muốn rời đi một thời gian là vì muốn vào ban thư ký làm có phải không? Người ta muốn trốn còn không kịp, em lại đem đầu của mình đi vào trong đó. Em có biết mình đang chơi với lửa không hả? Vậy còn anh, không phải anh cũng chơi với lửa sao? Anh chơi được sao em chơi không được chứ? Anh sao hả? Anh đi làm gì em đi làm đó, em đi theo anh mà, ngày nào em cũng chung một chỗ với anh, cứng họng rồi chứ gì. Anh, em đi ha. Tại sao em càng muốn bảo vệ em, em càng muốn chống lại anh vậy hả? Em xin lỗi, không phải em cố ý mà. Ngày mai chúng ta có hành động, em có tới không? Tới chứ. Thôi được rồi, anh đưa em về nha. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Nạp Lan kêu tôi trở về báo cáo tình hình trước, còn anh ấy đuổi theo thành viên Athena. Thành viên chủ chốt của Athena có mấy người tới? Hai người, đều che mặt. Bởi vì lúc đó hai bên giao chiến ở khoảng cách khá là xa, cho nên không nhìn rõ mặt họ. Cũng may lúc phát hiện bọn chúng đang di chuyển vật phẩm thí nghiệm, Nạp Lan và tôi đã đuổi theo. Nếu không lúc xảy ra vụ nổ, hai chúng tôi cũng bị giam trong kho hàng đó rồi. Vì tiêu diệt kẻ thù thay là cho nổ phòng thí nghiệm. Đúng là đảng ngầm có thể làm ra chuyện này. Có điều bây giờ chuyện tôi lo lắng là an toàn của Nạp Lan. Cô nên đi chung với anh ấy chứ, như vậy lỡ như có chuyện gì cũng còn có người giúp. Anh ấy nói là một mình có thể ứng phó được. Anh ấy sợ để lâu quá đại tá ở lãnh sự quán sẽ đợi lâu, cho nên mới kêu tôi về báo cáo trước. Nếu như đại tá không cần chuyện gì, vậy tôi về ban thư ký. Phim được dịch đi và lồng tiếng tại Phim TV. Nạp Lan Đông đâu? Hắn ta phụng lệnh của cô tới kho hàng Giang thị đúng không? Thư ký trưởng làm sao vậy hả? Xông qua đây không chào hỏi một tiếng, mở miệng ra là hỏi kho hàng Giang thị. Cô có biết là ông chủ Giang thị là bạn nhiều năm của tôi không? Lúc tôi chạy tới hiện trường chỉ gặp ông ấy lần cuối. Lúc đó tôi mới biết thì ra Nạp Lan Đông dẫn binh lính tới gây chuyện. Bạn nhiều năm của anh sao? Vậy bạn của anh có nói cho anh biết ông ta âm thầm qua lại với Athena không? Kho hàng của ông ta dùng để cải tạo thành phòng thí nghiệm của Athena. Chuyện này sao có thể? Hai thành viên chủ chốt của Athena thừa cơ đem vật phẩm thí nghiệm đi rồi. Anh Nạp Lan chính vì đuổi theo bọn chúng cho nên tới giờ vẫn chưa quay về. Nếu như anh còn không tin, có thể hỏi Lưu Ly Tử thử xem, cô ấy cũng có mặt ở hiện trường đó. Đúng vậy thưa ký trưởng, lúc tôi trở về bến tàu phát hiện mọi người không có ở đó nên đi tìm mọi người. Lúc đi ngang qua kho hàng Giang thị cũng tham gia vào vụ đấu súng, tôi chính mắt nhìn thấy hai thành viên Athena đã đem vật phẩm thí nghiệm đi. Vậy thì kẻ nào đã cho nổ kho hàng? Lúc đó chúng tôi nhìn thấy thành viên Athena đem theo vật phẩm thí nghiệm chạy ra khỏi kho hàng, tôi và Nạp Lan liền đuổi theo. Vừa đuổi đến ngoài cửa, phía sau liền xảy ra vụ nổ,
tất cả binh lính đều không thể chạy ra. Cho nên trong lúc nguy cấp, tôi không nhìn rõ là ai đã cho nổ. Bây giờ thư ký trưởng đã tin rồi chứ? Tôi cũng muốn hỏi thư ký trưởng đây, dẫn theo người của quân bộ đi đến bến tàu để làm gì? Đại tá, vừa nhận được báo cáo, ông chủ Ngải ở mậu dịch quý hiếm đã mất tích rồi. Cái gì? Đi theo tôi. Dạ. Xin lỗi anh, đại tá hỏi em sao lại xuất hiện ở bến tàu. Em đã nói với cô ta, ngài tổng lãnh sự nhờ anh đi giám sát Đổng phu nhân, chắc là đã làm anh khó xử. Không có. Dù gì cô ta cũng không tra ra được gì, kể cô ta nghĩ sao thì nghĩ. Sao chuyện của ông chủ Giang lại khiến cho anh không vui vậy? Trong chuyện này anh vẫn cảm thấy có vấn đề. Thừa biết Athena đang đối đầu chúng ta, ông chủ Giang tại sao lại có liên hệ với bọn chúng? Biết được ông ta bị bức ép thì sao? Để anh làm xong một chuyện quan trọng khác rồi, anh sẽ đích thân đi điều tra. Còn nhiệm vụ gì quan trọng hả? Cùng em đi Bách Lạc Môn gặp chị Linh, bàn bạc chuyện kết hôn của chúng ta. Bách Lạc Môn. Bọn chúng điều động nhiều người đứng gác ở đây sau khi phong tỏa Bách Lạc Môn. Ngoài sổ mật mã, thật sự không nghĩ ra cái gì khác nữa. Miyashita đúng là cáo già nham hiểm, dùng cách tàn độc như vậy với Bách Lạc Môn. Nhưng mà cũng tốt, cho dù không phải vì em, hắn chắc chắn cũng sẽ tìm cách tiêu diệt Bách Lạc Môn. Như vậy mới không gặp áp lực lớn. Em nghĩ hai chúng ta lát nữa làm sao lấy sổ mật mã đây? Phim được dịch và lồng tiếng. Chuẩn bị xong chưa? Bảo hiểm phòng số 9 anh từng vào rồi sao lại không có? Diện tích của nó bằng diện tích thang máy. Bên trong có một cái hộp, sao chỗ này lại không có chứ? Sao lại như vậy chứ? Cấu tạo các phòng VIP ở Bách Lạc Môn đều giống y như nhau, trừ khi vị trí đặt tủ bảo hiểm của mỗi phòng là không giống nhau. Em nghĩ chắc là vậy. Tìm. Anh đã tìm kỹ tất cả mọi ngóc ngách, không có. Còn một chỗ chúng ta chưa tìm. Không thể nào, anh tìm kỹ lắm rồi. Là thang máy đơn lẻ. Mỗi một phòng VIP đều có thang máy của riêng nó. Thang máy được coi là một bộ phận của phòng VIP số 10. Thông minh. Đi. 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 Khoan đã, nếu như mở ra bên trong thật sự là sổ mật mã, anh báo đáp em sao đây? Anh đã thuộc về em rồi, còn báo đáp cái gì nữa? Anh nghiêm túc đi. Vậy anh sẽ nói nghiêm túc cho em nghe. Nếu bên trong thật sự có sổ mật mã, chúng ta hãy cùng nhau vạch ra kế hoạch đưa nó ra khỏi thành nhanh nhất. Chuẩn bị. Một, hai, ba. Thank you.
cơ mật. Jin Han, năm đó khi tướng quân Inoue gặp chuyện, cô vẫn còn nhỏ, có rất nhiều chuyện cô không hiểu được đâu. Nhưng mà cô có thể thoát được kiếp nạn đó, tôi rất vui. Ra đây đi, chúng ta nói chuyện với nhau. Tôi sẽ đem những chuyện năm đó kể lại hết toàn bộ cho cô nghe. Watanabe, đại tá Fukuya, đại tá, dẫn theo người của cậu lui ra cách đây 5 dặm. Không có mệnh lệnh của tôi, bất cứ ai cũng không được tới gần. Nhưng mà... Khốn kiếp, đây là mệnh lệnh. Dạ, tất cả binh sĩ toàn bộ rút lui. Đại tá Fukaya, rất vui vì chị làm đúng theo giao hẹn, một mình tới nơi này. Thì ra cô vẫn chưa chết, mạng của cô cũng lớn thật. Là cô hẹn tôi tới sao? Đại tá Fukaya, không phải muốn kể tôi nghe chuyện xảy ra năm đó sao? Lưu Ly Tử. À không, nên gọi cô là Jin Han. Cô vì muốn trả thù cho tướng quân Inoue mới nhằm vào 6 quan viên có tên trong sổ thỉnh cầu, dạch ra kế hoạch ám sát từng người một. Nhưng mà món đồ trong phòng cơ quan nhà Shimizu và căn phòng VIP số 10, cô lấy nó để làm gì? Đại tá chắc chắn món đồ đó là do tôi lấy sao? Không thì sao, món đồ trong phòng cơ quan bị lấy trộm đúng vào ngày tang lễ của Shimizu. Lúc đó cô cũng có mặt, còn dùng chuyện Takahashi bị giết đánh lạc hướng chú ý của chúng tôi. Sau đó Bách Lạc Môn bị phong tỏa, người có thể vào phòng khách VIP số 10 lấy đồ đi. Tôi nghĩ ngoài Athena của cô ra, bến Thượng Hải không một ai có thể làm được chuyện như vậy. Từ đó suy ra, trong ngày tang lễ, Nạp Lan Đông mời cô tới phủ giúp chuẩn bị đồ, nhưng thật ra là giúp cô đạt được mục đích. Đại tá cũng biết tính của anh ấy rồi. Trong tình huống giống như lúc đó, bất cứ cô gái nào nhờ anh ấy giúp đỡ, anh ấy cũng sẽ giúp thôi. Nhưng mà nếu như anh ấy đoán trước được thân phận thật của tôi, thì dù thích tôi tới đâu cũng không kết hôn với tôi. Nếu không, tại sao lúc ở trên pháp trường lại bắn tôi chứ? Jin Han, tôi khuyên cô nên giao món đồ đó ra đây. Cô đã giết rất nhiều quan viên, nhưng dù sau đó cũng là ân oán cá nhân. Tôi sẽ xin tổng lãnh sự Miyashita tha cho cô. Nhưng mà món đồ đó đối với đế quốc Nhật Bản chúng tôi rất quan trọng. Nếu không may để rơi vào tay của quân đội Trung Quốc, hậu quả khó mà tưởng tượng được. Tới chừng đó cô chắc chắn sẽ mất mạng. Đại tá cho rằng hôm nay tôi tới là hy vọng tổng lãnh sự giơ cao đánh khẽ, tha cho tôi một mạng sao? Hôm nay tôi tới là để lấy cái mạng cuối cùng trong sổ thỉnh cầu. Thank you.
Khốn kiếp, tìm ra cô ta thì giết ngay lập tức cho tôi. Nhanh lên. Bảo dây đội. Mau. Dừng. Bắt sống cho tôi. Tôi phải bắt cô ta đem về, để cô ta trả giá cho tất cả những gì đã làm hôm nay. Lên. Phim được dịch và lên. Các anh em, hôm nay chém giết thoải mái cho tôi. Giết. Ai vậy? Bắn của tôi. Đuổi theo cho tôi.
Nhanh lên, nhanh lên. Bắn. Bắn đi, bắn đi. Mau đuổi theo, đuổi theo, nhanh lên, nhanh lên. Sao các người lại ở đây? Trưởng quan Watanabe câu cánh ở đây, anh ấy ở gần đây mà. Tiểu thư, tỷ tâm. Khốn kiếp, các cậu tìm cho thật kỹ, cô ta chắc chắn ở gần đây. Đi. Tiểu thư, chị coi chị mệt tới nỗi mở mắt không lên nữa rồi kìa. Ở đây chắc là an toàn hơn mấy chỗ khác, chắc là không có ai tới đây đâu. Chị ở đây ngủ một chút đi, để em đi coi thử chị Linh đã về chưa. Được, cẩn thận nha. Bọn họ chắc chắn còn trốn mới gần đây. Chúng ta lục soát từng nhà từng hộ. Watanabe, anh dạch ra phương hướng rõ ràng để truy tìm, so với tìm mà không có mục đích cụ thể sẽ có hiệu quả hơn. Đúng vậy, lời tiên sinh nói đã nhắc nhở tôi. Mọi người theo tôi. Đi. Qua mai. Tôi hỏi các người một lần nữa, tối nay có người nào đã gặp Lưu Ly Tử hay không? Không có. Lưu Ly Tử mấy ngày trước đã không về đây nữa rồi. Chị Linh, trước khi nói gì chị phải suy nghĩ cho kỹ. Thật sự là không có. Bây giờ thì sao? Đáng sợ quá. Không, không dám giấu gì trưởng quan. Lưu Ly Tử thật sự không có trở về đây. Nếu như trưởng quan không tin, có thể vào trong nhà chúng tôi lục soát thử. Cái cô bé lúc nào cũng đi theo chị đâu, sao không thấy? Nó đi ra ngoài rồi. Trước khi nó đi, có nói với tôi là đi dạo phố, chắc là cũng sắp về rồi. Cô bé đó đi dạo phố cũng đặc biệt thật. Bây giờ đã 2 giờ sáng rồi, cô ta còn chưa về. Tôi cho chị biết,
Nếu như chút nữa cô bé đó còn chưa về, tôi đành phải giết hết tất cả các người. Để tế vong linh của đại tá Fukaya đã chết, dĩ nhiên bao gồm cả cô bé đó và Lưu Ly Tử nữa, bọn họ sẽ xuống dưới đó đoàn tụ với các người sớm thôi. Chị ngủ quên hả? Ừ. Chị mệt quá rồi. Ngủ thêm một chút nữa đi. Em sẽ ngồi đây với chị nha. Chị đâu có yếu ớt tới vậy chứ. Ngủ mà cũng cần em bên cạnh. Bạn bè chính là dù chị có cần em hay không, em vẫn sẽ ở đây. Tiểu thư à, chỉ cần chị đồng ý, Tỷ Tâm sẽ mãi mãi đi theo làm bạn với chị. Chị Linh sao rồi? Chị Linh không có sao. Chị ấy nói là Watanabe tới lục soát nhưng không tìm được chị nên hắn bỏ đi rồi. Chị yên tâm đi, em không nói với chị Linh là chúng ta đang đi chung đâu. Em sợ chị ấy sẽ lo cho chị. Tốt. Chỉ sợ Watanabe không tìm được chị rồi tới phiền chị Linh thôi. Tiểu thư à, sau này chị phải tử tế với mình hơn một chút, phải biết chăm sóc tốt cho bản thân có biết chưa. Chị coi chị tiều tụy chưa kìa, không giống cô tiểu thư trước đây từng dạy em múa hát gì hết đó. Không sao đâu, nghỉ một lát là khỏe thôi mà, em đừng lo ha. Được. Vậy chị cứ ngủ đi, em ra ngoài kiếm chút đồ ăn cho chị nha. Ừ, được rồi. Chị ngủ chút. Tẩy Tâm, Tẩy Tâm, ai đến đàn vậy ta? Không lẽ cô Lưu Ly Tử đã trở về? Là cô thì sao? Đạt phát ra từ đâu rồi trở về? Cô ấy trở về thật sao? Coi bộ cô gái đó không chỉ quay về Bách Lạc Môn
mà còn tặng cho chúng ta một món quà. Phó quan Watanabe, bây giờ chúng ta phải làm sao? Hai người các cậu ở lại đây, những người khác theo tôi. Lưu ly tử đâu? À, lưu ly tử cổ. Đâu, chúng tôi tới trễ. Lúc nãy chúng tôi tới hiện trường, trận đấu đã kết thúc. Hiện trường chỉ còn lại kiếm ngắn của Fukaya và vết máu. Lưu ly tử đã mất tích. Đại ca, xin lỗi anh, đã phụ sự phó thác của anh. Là tiếng gì vậy? Chúng tôi cũng vừa mới nghe thấy. Hình như là tiếng đàn phát ra từ cung lưu ly thì phải. Chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Lưu ly tử tiểu thư, không ngờ chúng ta lại gặp nhau nhanh như vậy. Phó quan Watanabe phải đuổi cùng giết tận mới được sao? Giọng nói của cô sao lại như vậy? Cô không phải lưu ly tử tiểu thư. Thì ra là cô sao cô gái nhỏ. Không ngờ trình độ đánh đàn piano của cô cũng cao giống như lưu ly tử tiểu thư. Nếu như bây giờ anh chết trong tay một người được anh gọi là cô gái nhỏ thì chắc chắn cảm giác không tốt mấy phải không? Ở chỗ này có bom, tất cả mọi chạy đi. Chạy mau. Tại sao? Tiểu thư, chính là dù chị có cần hay không, em vẫn sẽ ở đây. Tiểu thư à, chỉ cần chị đồng ý, em sẽ mãi mãi đi theo làm bạn với chị. Sao mà em ngu ngốc dữ vậy tại tao? Em tỉnh lại đi. Em tỉnh lại đi. Tại tao. Tại tao. Tại tao ơi. Lưu ly tử. Anh đừng qua đây. Tẩy tâm, tẩy tâm, tẩy tâm. Anh xin lỗi. Anh biết anh chưa bàn bạc với em đã đi giao tình báo là lỗi của anh. Nhưng mà xin em hãy tin anh có lý do của mình. Anh câm miệng cho tôi. Lý do hả? Tôi giết chết anh. Anh là kẻ lừa đảo. Tại sao lúc nãy anh không đi tiếp ứng tôi đúng giờ? Tại sao anh chưa bàn bạc với tôi đã đi giao tình báo chứ? Anh đã chết tẩy tâm rồi. Đúng là bất cứ lúc nào anh cũng chọn nhiệm vụ của anh. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi, anh không thể nào ngờ được hậu quả nghiêm trọng như vậy. Anh xin em hãy tin anh. Anh không biết anh phải làm gì em mới chịu tin anh đây. Chuyện anh làm anh đã làm xong rồi. Anh còn muốn cái gì nữa đây? Tẩy tâm vì anh cho nên mới chết. Anh xin em đừng nói như vậy được không? Chúng ta hãy rời khỏi đây, tìm chỗ nào đó nói chuyện với nhau đi. Nhập lần đâu? Anh cứ luôn miệng nói rằng anh không lừa dối tôi, anh yêu thương tôi hết lòng hết dạ. Đây chính là kết quả mà anh yêu tôi đó sao? Tôi sẽ bắn chết anh. Anh vốn dĩ không yêu thương gì tôi hết.
Anh sao anh có thể không yêu em được chứ? Nói mau, anh nói mau đi, thực ra anh có yêu tôi không? Anh rất yêu em. Được, nếu như anh nói yêu tôi thì phải để tôi dùng cách của tôi giải quyết mối quan hệ giữa hai chúng ta. Một mạng nên một mạng, còn ba ngày nữa tôi sẽ chờ anh. Lưu Ly Tử. Triệt. Nè, Lưu Ly Tử, em bị sao vậy? Anh nhìn thấy Bách Lạc Môn bốc cháy. Xin lỗi em, anh tới trễ rồi. Ông chủ, anh mau đưa tiểu thư đi đi, bọn Nạp Lan Đông đã sắp tới rồi. Được, đi mau lên đi. Bác mộng đúng không? Không sao, anh đây. Gặp ác mộng sao? Đừng sợ, có anh đi. Đây là đâu? Triệt. Đây là nhà chúng ta. Em quên rồi sao? Chỗ này rất an toàn, đừng sợ. Nhà chúng ta? Sao em lại ở đây? Em ở ngoài đường một mình, chắc là mệt quá. Cũng may ông trời thương tình để anh gặp được em, cho nên anh mới đưa em về nhà chúng ta. Nhà? Bây giờ em không còn nhà nữa. Em không còn gì hết. Em nói gì vậy? Em đã không còn nhà nữa. Em mất cùng Lưu Ly. Em mất Tẩy Tâm. Và cũng mất tất cả thù hận. Em rất nhẹ nhõm. Lưu Ly Tử đáng thương, em có nhiều thù hận như vậy, sao lại không nói với anh sớm hơn? Một cô gái nhỏ nhắn mỏng manh giống như em mà lại mang rất nhiều thù hận. Tại sao khi chúng ta mới quen nhau, em không để anh gánh vác giúp em? Nếu em để cho anh gánh vác, chuyện chúng ta đã khác rồi. Thật không? Nếu như mọi chuyện có thể bắt đầu lại, em chỉ hy vọng là không có chiến tranh, chỉ có hòa bình. Cả nhà cha em không có ai chết, và cũng không có một câu chuyện đau lòng bi thương nào. Anh thực sự không ngờ, người gần đây giết chết sĩ quan Nhật mà anh đang tìm, nữ thần Athena luôn dũng cảm chiến đấu hết mình vì hòa bình, lại chính là em. Là em, luôn ở bên cạnh của anh. Anh thật sự nghĩ rằng em chính là Athena mà mọi người đang tìm sao? Vậy rốt cuộc là ai? Chờ tới ngày mà Trung Quốc thực sự hòa bình, chúng ta chắc chắn sẽ biết được.
Chỉ có điều thế giới trong tương lai như thế nào chắc chắn không còn liên quan tới em, vì em đã mất hết tất cả rồi. Lưu Ly Tử, sao em có thể nói ra những lời này? Em đừng nói như vậy. Ít ra thì em còn có anh, thậm chí em còn có Đông. Sao em có thể nói ra những lời tuyệt vọng như vậy? Thấy em có thái độ bất cần đời như vậy, anh rất sợ em có biết không? Không có Đông, anh ấy đã biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời của em rồi. Câu chuyện của em và anh ấy, trong khoảnh khắc tẩy tâm xuôi tay nhắm mắt, đã kết thúc hoàn toàn. Kết cục cũng chỉ có một, là anh ấy chết, em sống. Anh biết Đông đã phụ lòng em, nhưng mà bây giờ em vẫn còn có anh mà. Em có cảm nhận được sự tồn tại của anh không? Phim được dịch và anh ở bên cạnh em tại Phim TV. Anh làm tất cả mọi chuyện đều là vì em hết đó, em có hiểu không vậy? Em có biết một người đàn ông hoàn toàn có thể sống vì một người phụ nữ tới mức đánh mất tự do, tới mức điên khùng hay không? Em có hiểu cảm giác của anh không, Lưu Ly Tử? Em hãy nhìn anh thì sẽ biết ngay thôi. Sao em lại không biết chứ Triệt? Nếu như anh không thể vì tình yêu làm chuyện dại dột ngu ngốc, thì không xứng đáng có, có được tình yêu. Nhưng mà anh thật sự ngu ngốc. Những chuyện anh đã làm đều có thể khiến cho anh phải trả giá đắt triệt à? Không, anh không ngốc. Cho dù sau này anh có trả giá đắt cỡ nào, anh cũng sẽ không bao giờ để em rời xa anh. Lưu Ly Tử, em nghe đây, chỉ cần bây giờ em chấp nhận quay về với anh, chúng ta sẽ giống như trước đây, và chúng ta sẽ quay về khoảnh khắc khi mới quen nhau. Em giống như nữ thần, quay đầu nhìn anh, tất cả đều vô cùng tốt đẹp. Nếu như tất cả mọi chuyện có thể bắt đầu lại,